Mới đây, ban tổ chức đường lên đỉnh Olympia đã chính thức lên tiếng về hai câu hỏi lịch sử gây tranh cãi trong trận chung kết. Cụ thể, trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 đã diễn ra vào ngày 2 tháng 10 với vị trí quán quân thuộc về thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ, trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà, tỉnh Thái Bình. Dù đã kết thúc, song trận chung kết năm nay lại vấp phải nhiều tranh cãi khi xảy ra trường hợp trừ nhầm điểm của các thí sinh, dù kết quả chung cuộc không bị ảnh hưởng. Mới nhất, nhiều cư dân mạng cho rằng, ngoài câu hỏi tiếng Anh đã đính chính đáp án, có hai câu hỏi lịch sử khác xuất hiện trong cuộc thi cũng có đáp án chưa chính xác. Đó là hai câu hỏi lịch sử trong phần thi về đích của thí sinh Bùi Anh Đức và Vũ Bùi Đình Tùng. Và cách đây ít giờ, ban tổ chức đường lên đỉnh Olympia vừa tiếp tục đăng tải bài viết giải thích về thắc mắc có liên quan. Theo đó, ban tổ chức nhận định đáp án của hai câu hỏi lịch sử đã đưa ra là đúng. Các quy định cộng trừ điểm thí sinh tại chương trình đã chính xác. Cụ thể hơn, trong phần thi về đích, thí sinh Bùi Anh Đức, trường Trung học phổ thông chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La đã nhận được câu hỏi 30 điểm với nội dung dân gian có những câu, chu chi rành rành, cái đanh nổ lửa, con ngựa đứt cương, ba vương tập đế, cấp kế đi tìm, hú tim bắt ập. Ở đây, ba vương là ba vị vua nào? Anh Đức đã không đưa ra được câu trả lời. Nguyên Sơn bấm chuông giành quyền trả lời và đó là Hàm Nghi, Đồng Khánh, Kiến Phúc. Tuy nhiên, câu trả lời này cũng là không chính xác. Đáp án cuối cùng được chương trình đưa ra là Hiệp Hòa, Kiến Phúc và Hàm Nghi. Sau khi kết thúc chương trình, nhiều ý kiến cho rằng đáp án câu hỏi này chưa chính xác, vua Hàm Nghi không thể nằm trong câu vè này. Tuy nhiên, nhà sử học Lê Văn Lan dẫn chứng trong sách Kinh thi Việt Nam và xác nhận lại, việc phế lập ba vua trên diễn ra trong khoảng một năm, chứ không phải trong vòng chưa đầy 4 tháng như thông tin trên mạng xã hội vẫn đồn đoán. Do đó, đáp án đúng của chương trình vẫn được giữ nguyên là ba vị vua Hiệp Hòa, Kiến Phúc và Hàm Nghi. Trong khi đó, tại phần thi về đích của thí sinh Đình Tùng với câu hỏi tấm bản đồ địa lý nào của nước ta vẽ khoảng năm 1838 có ghi hai tên Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam, thí sinh Đình Tùng đã trả lời đáp án Đại Nam Thống Nhất Toàn Đồ. MC đã xin ý kiến ban cố vấn ngay lúc đó. Phó giáo sư sử học Lê Văn Lan đã lên tiếng chấp nhận đáp án Đại Nam Thống Nhất Toàn Đồ này. Thế nhưng, nhiều khán giả cũng đã phát hiện ra đáp án chính xác của câu hỏi này phải là Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ và cho rằng thống nhất và nhất thống có ý nghĩa rất khác với nhau. Về vấn đề này, trong bài đăng giải đáp trên fanpage chính thức, đường lên đỉnh Olympia trích lại lời nhà sử học Lê Văn Lan. Nhà sử học quyết định cho điểm thí sinh Đình Tùng ở câu hỏi này là vì tinh thần của hai từ nhất thống và thống nhất là một, thí sinh đã nói được nên xứng đáng có điểm. Điều quan trọng ở đây là Đình Tùng đã chủ động tìm hiểu, nắm bắt kiến thức lịch sử. Câu trả lời đó cũng không làm mọi người hiểu lầm sang một bản đồ nào khác.